Hôm nay đi vào lắp bộ sập với bộ trường kỷ ở nhà bác Hùng ở tại Việt Trì các bác ạ. Ngôi nhà cổ ấy, 5 gian. Năm gian, mái ngói 5 gian. Rất lâu rồi. Đấy, cột gỗ. Cột gỗ mít 100 năm. Cột gỗ mít 100 năm rồi. Nhà gỗ. Đấy, hiện tại là chúng tôi là vừa lắp đặt xong gia đình nhà bác Hùng đây tại khu 1 Trưng Vương Việt Trì, Phú Thọ, thành phố Việt Trì. Thì một chiếc sập mai đẻo đây chúng tôi vừa lắp đặt xong, là một bộ trường kỷ gỗ gụ, hai sản phẩm đều bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Đấy, đây là căn nhà gỗ nhà cổ bác đây, nhà mái ngói 5 gian này. Nhà cổ rất là đẹp, nhà vườn. Đấy. Đây. Phía bên trong này là một trường kỷ gỗ gụ. Trường kỷ gỗ gụ đục tứ quý, tùng trúc cúc mai. Đấy, bá đang lau dọn này, bá chủ nhà. Trường kỷ gỗ gụ sơn màu nâu gụ nhá. Đấy. Chiếc sập này là chiếc sập thập điểu quần mai. Kích thước là 1m6 x 2m, chất liệu gỗ gụ Lào. Đấy, đường nét đục chạm là thủ công bằng tay. Đục chạm là toàn bộ thủ công bằng tay. Hiện tại là buổi sáng của ngày 8 tháng 12 âm lịch năm 2021 đây, chuẩn bị Tết đây. Đấy, đây là chủ nhân của bộ sản phẩm nhé. Đây, bác Bá, bác Hùng. Đấy. Để cháu xin bác ý kiến, một chút ý kiến bác nhỉ. Để hôm nay cháu bàn giao bộ sản phẩm này, hôm trước là gia đình mình là cũng mua cái sản phẩm đồ thờ rồi. Đúng rồi, mua cái án gian chân 24. Và hôm nay thì gia đình lại tiếp tục là sắm thêm một chiếc sập ngồi. Đấy, một bộ trường kỷ thì để cháu phỏng vấn xin bác ý kiến luôn xem cái sản phẩm của cháu hôm nay bàn giao là có ưng ý bác không nhỉ? Nói chung là cũng được, cũng hợp lý. Đấy, thì rất là cảm ơn bác và gia đình đã ủng hộ sản phẩm của bên xưởng của cháu nhé. Cũng như là quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại 0987 50086, website là đồ gỗ tùng8.com. Xưởng chuyên các sản phẩm đồ gỗ nội thất tự nhiên, nhập khẩu gỗ vụn, gỗ hương, gỗ gõ. Quý khách hàng có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp theo thông tin ở trên màn hình. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Hùng tại phường Trưng Vương, thành phố Việt Trì, để bàn giao hai sản phẩm để cho khách hàng nhé. Ok mọi người.